mơ, dù lòng người lữ thư với bao nhiêu ước mơ. Lưu luyến Đà Lạt thơ, khi hoa anh đào nở đường lên phố xưa. Gặp gành xuôi đá, với chim ca ngàn lời, thác ngàn là lời hẹn hò của giai nhân đón ai trong ngày vui. Cất ly vô tư lên tiếng ca muôn đời, thông reo vì vu than thơ nhưng ngậm ngùi. Lữ khách bâng khuâng thương nhớ vô vàn, cuộc tình duyên nàng trinh nữ. Linh sơn đâu đây buông tiếng chuông ban chiều, như dù ai say trong giấc mơ dạt dào. Cho thế nhân thôi dù hết u sầu, để lòng quay về bên Đà Lạt ơi. Xa xôi em có nhớ, có thương trong lòng nhiều. Tuy tháng ngày dần trôi, nhưng bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa khó phai. Đà Lạt thương mến đã ghi trong lòng tôi, biết bao phai nét son trên làn môi. Chị chuyển ra xe cho cháu ạ. Chơi này mà không mưa thì bay về lên cam đẹp. Dạ rồi các bác lưu ý cho mình đồng, mình sẽ dừng lại. Các bác mình vui lòng kiểm tra lại tư trang hành lý. Gia đình mình vui lòng có mặt tại khu vực tiễn xe trường học. Hey, vứt này. Tiên hoa chúc Long Yên Tử là do vua Trần Nhân Tông, là vị vua đời chồng của Việt Nam của mình sáng lập ra.
Năm nay thì thầy Thích Thanh Từ là vừa tròn 100 tuổi rồi, thầy sinh năm 1924 và năm nay là năm 2024 rồi, thầy tròn 100 tuổi. Và hiện tại bây giờ thầy chủ đạo là thầy sống ở tại khu vực Đồng Nai, ở Đồng Nai là chủ đạo thôi ạ. Thầy không ở trên thì việc trên này ạ. Dạ. Quân chân đất đứng ở sau, đứng dịch trách vứt cái chân vào đằng sau đi. Ồ, khéo à. Toàn chúng ta đã đến Thiền Viện Trúc Lâm nha, cả nhà nha. Dạ rồi, các bé mình nhận máy giúp con nha. Các bé ơi. Bếp thay mặt chào cả đoàn mình ạ. Dạ rồi, hiện tại bây giờ thời còn khá là sớm. Các bé mình sẽ di chuyển ra ngoài khu vực sân bay, sẽ nghỉ ngơi 4 giờ 30 phút ạ. À, mình kiểm tra lại chuyến bay của mình là 18:30 rồi. Tạo điều kiện cho bên công ty cháu được phục vụ đoàn mình, đặc biệt là chú Tùng và cô Viên đã có số điện thoại của cháu. Nhờ vậy mà cháu được phục vụ đoàn mình. Kính chúc chú, cô chú có một sức khỏe dồi dào, được có thật nhiều tiền, nếu đi du lịch thì nhớ điện cho cháu. Vâng, cháu xin cảm ơn. Phục vụ người ta uống ạ. Bằng cách ấn phần mặt phẳng và đầu khóa thắt chặt bằng cách kéo đầu dây. To fasten, insert the metal clip into the buckle and tighten by pulling the strap. Và mở bằng cách nhấc đầu khóa. To unfasten, lift the flap. Khi tín hiệu cài dây an toàn đã sáng, người khách hãy trở về chỗ ngồi và cài chặt dây an toàn. Whenever the seatbelt sign is on, you must return to your seat and fasten your seatbelt. Đây là mặt nạ dưỡng khí. This is your oxygen mask. Trong trường hợp mất áp suất, mặt nạ dưỡng khí sẽ tự động rơi xuống từ hộc phía bên trên ghế ngồi của quý khách và từ trên trần ra phòng vệ sinh. Quý khách lưu ý gỡ bỏ khẩu trang trước khi sử dụng mặt nạ dưỡng khí. In case of decompression, it will be automatically dropped down from the passenger service unit above your head and from the ceiling in the lavatory. Passengers are requested to remove medical masks if you are using oxygen mask. Quý khách kéo mạnh mặt nạ gần nhất, đặt lên mũi và miệng, choàng dây qua đầu rồi thở bình thường. Pull the mask firmly towards you. Place the mask over your nose and mouth with a headband tightly around your head and breathe normally. Quý khách hãy đeo mặt nạ cho mình trước rồi trợ giúp cho người đi cùng. Put on your mask first, then the face cover under your chair. Áo phao được đặt bên dưới ghế ngồi của quý khách. Quý khách lưu ý không lấy áo phao ra khỏi vị trí khi không có thông báo của tiếp viên. The life vest is located under the seat. Passengers are requested not to remove the life vest from its location unless instructed by cabin crew. Trong trường hợp phải hạ cánh khẩn cấp trên nước, quý khách lấy áo và choàng qua đầu. In case of emergency ditching, to use it, slip it over your head like this. Vòng dây qua eo, cài khóa và thắt chặt dây. Clip on the waistband and pull it tight. Quý khách làm quần áo phao tại cửa thoát hiểm bằng cách giật mạnh thẻ đỏ. At the exit, before leaving the aircraft, pull the red tag to inflate your life vest. Nếu áo phao không phồng lên, quý khách có thể tự làm phồng áo phao bằng cách thổi vào miệng van. If it fails to inflate, blow into the tube. Ngoài ra, trên áo phao còn có một đèn và còi để thu hút sự chú ý trong trường hợp cứu nạn. There is a light and a whistle to attract attention. Trên máy bay có 8 cửa thoát hiểm. Xin quý khách lưu ý vị trí cửa thoát hiểm gần nhất. There are 8 exits on the aircraft. Please locate your nearest exit. 2 cửa ở phía sau. 2 exits in the rear. 4 cửa ở giữa khoang hành khách. 4 exits in the middle. Và 2 cửa ở phía trước. 2 exits in the front. Trong quá trình thoát hiểm, quý khách lưu ý bỏ lại hành lý. During evacuation, leave your hand luggage. Nếu có khói trong khoang khách, quý khách hãy cúi thấp người và đi theo phía đường thoát hiểm đến cửa thoát hiểm gần nhất. If there is smoke in the cabin, please bend low and follow the emergency lights to the nearest exit. Quý khách vui lòng đọc bản hướng dẫn an toàn được đặt ở phía ghế phía trước. Please read the safety information card stowed in the seat pocket in front of you carefully. Xin cảm ơn. Thank you. Đối với hành khách, rồi cứng đầu rồi. Về rồi.
Một lần nữa chúng ta rất hân hạnh được phục vụ quý khách và mong rằng sẽ được đón tiếp
chào nhá, hẹn gặp lại nhá. Xin chào. Tạm biệt nhá. Đấy, nhà mình thì phải ăn quả thế. Xin chào nhá, hẹn gặp lại nhá.